Chị đang suy nghĩ là Karik sẽ nói là để dành chiếc nón vàng đó để cho Lil'Wuyn không? Không, em số chắc chắn luôn là nó sẽ không buông Lil'Wuyn ở đâu. Thí dụ như khúc mà buông ra thì mình phải làm lẹ nè. Tháo kèo. Chọn em. Đừng nghĩ sâu xa. Một đạp trong tim. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, uống cùng Rap Việt. Lace Snake khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon. Phiếu cùng Rap Việt. Lil'Wuyn. Chị đang suy nghĩ là Karik sẽ nói là để dành chiếc nón vàng đó để cho Lil'Wuyn không? Không, em số chắc chắn luôn là nó sẽ không buông Lil'Wuyn ở đâu. Thí dụ như khúc mà buông ra thì mình phải làm không lẹ nè. Nhưng mà anh phải giữ được chiếc nón để chờ. Có nói mà, phút 90 rồi. Cơ hội duy nhất để có thể lấy về. Tư duy. Để coi lòng Lil'Wuyn lần này làm sao. Được mà. Được mà. Không có được mà. Tất cả cùng vô nhưng mà mình về nhà khác. Ok, để xem. Karik phải nói lại câu hồi nãy là không có thách xám bê được mình đi. Xương to lắm, không bê được đâu. Xám mà, phải thể hiện sức mạnh của mình đi. Em nghĩ là bê được đấy, bê thử đi. Bê đằng sau lên, tự đằng sau bê ngược lên. Vậy là dễ hơn nữa. Hẳn là không bê được. Em gầy mà, em có 68 cân. Vậy mà dám nói là không ai bế được em. Em làm thế để phô diễn sức mạnh của xám thôi. Nói chung là đấy là một cách để tôn điểm xám lên. Em ăn xong rồi đấy, mọi người thấy khỏe đúng không? Nếu mà có một cô gái đẹp ở trên vai em mẹ cũng có thả luôn. Một chiếc content thả thính. Xám đang ở vai label hả? Còn Karik. Chị đang hỏi tình trạng là rảnh hay không rảnh. Tình trạng quan hệ bản thân. Vậy là khúc này là không rồi. Nghe hỏi như vậy là biết không rồi. Kỳ. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí VieON và HTV2 V Channel. Đấy, thưa các bạn. Dạ vâng, và chúng tôi đang đứng tại hiện trường. Út Mộc. Đây là Út Mộc. Đây là chú Thòn ạ. Chú Thòn đâu? Chú Thòn ạ. Chú Thòn. Ông ai là Xá Sệ. Còn gì? Si Chen. Đấy, đúng rồi, ông này ông xã mà, ông này Xá Sệ. Xả Si. Không có câu chuyện chú Thòn rồi. Cao Kiều. Chọn em. Đừng nghĩ sâu xa. Một đạp trong tim. Chúng tôi không cần những cái đạp đó. Ê, mọi người có thể nói một chút về một cảm nhận đầu tiên khi về team Karik đi. Về anh Karik ngày đầu gặp mặt khi về team. Nó bồi hồi. Một ấn tượng đầu tiên về anh Karik đi. Nói 2 từ nhá. Mỗi người 2 từ nhá. Nó chỉ được nói 2 từ thôi. Mỗi người 2 từ. Về Karik thì anh Karik như nào ạ? Ấn tượng đầu tiên về Karik. Mình nói một lần luôn. Mỗi người lần lượt từng người nói. Điện ảnh. Điện ảnh. Truyền hình. Trực tuyến. Về Karik đó nha. Đến khúc clip bị đơ nè. Dùng 2 từ để thể hiện cảm xúc. Cái đành ạ. Ủa sao nó bị lúp rồi? Còn gì? Dùng hai từ để nói về Karik. Nói về cảm xúc của về đồ Karik. Là cảm xúc. Tuyệt vời. Thì chúc mừng. Câu trả lời chính xác. Đây đây đây. Cảm xúc của em là gì? Là action. Cảm xúc là action. Ricky. Bữa nay rồi mà. Hay nói là cái gì? Truyền hình hỏi gì chứ cái này dễ không, nó khó. Không phải đâu. Thôi vậy bây giờ hỏi Karik về mọi người đi. Ấn tượng. Đây chị để ý kiến Karik nhá, ví dụ nhá. Anh ấy làm cái gì anh sẽ cảm giác kiểu luôn luôn cố gắng bắt được máy quay, ví dụ nhá. Góc nghiêng anh đứng nhảy. Nhưng ngồi nói chuyện mọi người anh sẽ để tay nhảy. Anh ngồi để kiểu lỡ ông nó chụp được ấy. Ừ, đẹp sai, chứ không như em, kiểu em sẵn sàng, em đứng em kiểu làm chó thứ sẵn sàng của anh của hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Đấy, em đỉnh rồi, lúc anh cười thế luôn, anh cười. Không phải cười thì kiểu xe đi hay là kiểu được. Cười có tính toán ấy, cười một cách có tính toán. Ừ. Cười nó tính cái góc. Đây, bỏ ánh mắt thôi nha. Các bạn không người phụ nữ mà cười đi các bạn. Rất dê các bạn. Nhắm một mắt là mở mắt sâu vậy. Hay quá. Cái đấy là ánh mắt gợi tình. Yêu à. Không bạn, đó là ánh mắt. Mày không thoát với bà đó. Mày không thoát với bà đó. Mày không thoát với bà đó. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí VieON và hay giải trí. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa, Thảo ơi. Em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không có nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái góc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mệnh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí VieON và HTV2 V Channel.